Cháu xin phép là bài hát này thì cháu sẽ hát cùng với ca sĩ Hà Linh, bởi vì là ở đây thì không có cái dây dắt mà để cho hai chị em có thể hát được theo cái tiết vị của mình, thì tạm thời là cháu sẽ nợ lại với các cô các chú vào một cái dịp khác khi mà hát đơn ca sau. Và bây giờ sẽ là một bài hát của nhạc sĩ Giáng Son, bài rất quen thuộc đấy, bài rất mơ chưa. Xin mời các cô chú các bạn.
Hôm nay là vì cái điều kiện âm thanh là nó ức chế, thực ra là hát cái piano là không có micro ở đây là phải thỉnh. Nhưng về phải hát thì các bạn cũng là không dám hát to thì là nó ức chế. Nhưng mà cũng được không ạ? Và... Cường đâu? Em đại diện em cái nhóm Gladia thì đại diện. Nhóm Gladia đâu? Không. À rồi. Thế thì Cường đại diện nhé, em mời đại diện nhé. Rất là ngày xuân, thành ra rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự cái buổi gặp mặt rất là thân mật này. Và xin một tràng vỗ tay để... Anh Dương phát biểu. Nhưng mà em cách lúc lắm.